ăn vịt nướng kiểu này rồi đã ăn mà làm gì đã biết nướng kiểu gì. Em mình hôm nay lên chốt và đi rủ nhau đi chốt. Bây giờ phải lên để chế biến cái món. Tí là rồi, tí là con vịt nướng ra đây, cầm con vịt vào. Đây lên nướng này, này tên nướng đá các bạn. Quây đá để nướng, nướng thịt. Trên đây nhiều, dễ đẹp lắm. Anh em theo dõi nhá. Mày phải cho nó tin nó vơi đi chứ. Lên lên đây đi chặt cây đi để nướng. Sang rồi nhá. Nướng lên tí nữa bơi, à tí nữa. Tí nữa tao mày ra giữa suối. Tí tao mày ra giữa suối ăn này. Đó đây này. Vừa ăn. Nó trồng quá anh ạ, mà thế. Tao đi ra một kiểu rồi. Tí nữa anh em mình chơi bơi giữa suối và thò đầu lên ăn được. Cái gì? Không biết nay là con ngan một thế nào mà con ngan nó to mà mình thịt nó cũng to. Thế thì mày nghĩ là ngan mình mặc áo gì? Tao mặc quần gì? Thảo lao lên, lên 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 kiếm chỗ đi, nhóm kiểu gì nhỉ? Nước. Ôi trời ơi, tao rửa rồi. Đem dưa. Đây là cái dưa. Đập vỏ. Đi đấy đây. Tao muốn cái nướng đá đây. Nướng đá được không? Đúng rồi. Đây là trên quê mình xả. Ui, em ăn cục rồi. Mày ăn tất. Không, mày tất. Cái này đây này. Cho anh cái đùi này. Em ăn hai cái đùi này. Vâng, mày tất. Tất. Mày ăn tất không? Ăn mũ gà này. Cái bóc cây em để gần đấy. Nó lên đây nhỉ? Còn mũ gà. Ờ. À mà mũ gà đừng vào đây cho nó chạy được. Nó tất cả. Rồi, nó lên to. Nó chạy được cái gì nhỉ? Còn reo. Rồi đi. Sao mũi này có nước đây, tương đương có nước chảy vậy. Mũi á. Thế sao mày nghĩ mày gái ra từ đâu? Kim. Này, cầm lấy. Đi lên chặt đây đi. Đây, lấy, vào đây, lấy thịt sang đây nhanh lên, lấy thịt sang đây, để nướng thôi, nhanh lên, có lấy được không đây, lên đi khiêng sang đây. Rơi cái gì khiêng trên bờ ấy. Làm gì đấy? Này khéo mà úp một phát là tao không đi vớt được đâu nhá. Nhanh lên. Lấy que nữa, lấy que nữa. Nhanh lên. Lấy que xiên sang đây. Vâng. Thì em dày ăn. Ra cho mày ăn tất. Tao chỉ ăn dày thôi. Ăn dày làm gì? Đá này nó có đủ không? Không đủ đâu. Nó có tiếp toi, mai nữa. Lên thử sự, ta mau tiếp toi.
Ui, mày nướng mày giữ thế này. Thế thì anh đi mà nướng thế này. Nhớ ăn chung. Ui, chị. Mày nướng được rồi nè. Đây, cho anh đi chỗ. Nó sợ. Ăn được tới giờ. Ăn xong được chất luôn. Vì sao em nỡ yêu anh thế này? Vì sao em nỡ có anh đâu? Đi quay đi ông cháy. Đi anh đang quay anh sơn sáo đi. Sơn sáo đi, cháy mất ngon. Bước ra, tẩu lao. Cái gì mà tẩu lao? Anh dương cái của anh mà, cái của em mà cháy đi. Quay xuống cuối thì mất cái gì. Nổ đá. Đúng là nổ vào em đấy. Tí tí ít nước không? Cái này có thang. Cái này nó nhanh được ăn. Mày điên à? Đây. Ôi anh bỏ cái này ra. Phê đấy. Chưa hết tượng. Ui. Anh nghiệp cái cánh lên. Lấy dây nghiệp cái cánh lên. Không cần nghiệp. Nghiệp cái gì? Xuyên cái cánh và xuyên một nhầm. Không cần. Anh rất thích. Mặt trời. Xuyên sáu. Anh đừng có bẩn nha. Đứng đi cho. Tao tắm bùn bắt ơi. Mày vừa tắm xong rồi. Nhảy đi. Nhảy luôn. Không, tao phải chơi đi vài. Vài ơi. Vài. Hả? Mà chị lê, mà chị lê. Tao phải chơi vài này này. Mà cục đấy đâu, của em đang chân của em đâu. Đấy. Đấy đấy, ở đấy đấy. Ô, nhìn đây. Chơi cho này. Ui, về hết nhỉ. Chào. Chưa? Chưa? Chưa thành chú nào? Tao đang ngửa bật phát trong rồi. Mày bảo vì anh mua cho lâu. Tao thử chú nha. Có tổ chất cho mà. Mát ra trưởng. Ui thơm thế. Thơm. 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 Sao anh nhớ? Em như thế này. Chỉ nhớ sao chúng lên được biết tao làm gì không? Đương, vui đấy. Đây. Ôi. Ây à. Wow, đây là sản phẩm của anh em mình. Ái chà chà. Chín rồi anh ạ, ăn đi không còn nó khô, ăn cũng ngon đâu. Ờ được. Thơm quá anh lên. Cầm lấy để tắm vuốt cho ra. Thơm quá. Có thử lắm. Thông minh không? Tạm được. Ừ, dư. À, à, ôi dư. Thôi, tí nữa đừng làm để ăn. Em dắt cái hạt tiêu ăn ngon lắm anh ạ. Tạm được. À, đặt xuống đây. Đặt lên đây. Gà à? Gà to thế. Chín hết. Ai còn? Bằng hết.
Xà. Chắc rơi là... Đặt can rồi này. Thôi rồi. Đặt can ở giữa mới chín chưa? Chín rồi anh ạ. Đang thì chặt rồi. Từ để tao phải buộc lại đó. Đi tủ ấy. Nó ăn nằm ở nơi ấy, bị quay. Có ăn quá. Bình thường, khoai bình thường. Chúng đây buộc cái nhả đây. Nên làm sao mà vừa người ta được nhỉ? À được. Ui, đấy, thằng nào bảo không đổ đá. Thấy chưa? May nhớ, vừa nướng xong. Ăn à, tất cả các bạn nhá. Ngủ rồi. Ngủ lắm. Mời tất cả các bạn nướng đi lợn nướng nha, nướng càng. Ngọt lắm nha. Đây, chim. Anh đừng chơi được đấy. Ai đó? Nướng ngọt, nướng ngọt. Ngọt đâu? Có để dưới đáy. Vậy. Để ta sang mỏ đã. Ai da, ai da. Ui giời. Nước ngọt là có bia. Ôi tao của tao đâu. Ôi giời, tí nhá, để tao đã. Ngon quá, ngon quá. Ê ruồi. Này, ăn nhau của mày đây. Để đây, để nó đi chứ. Để tím. Bách cho em ơi. Ôi, bách cho em. Thằng nào cũng thích xanh xanh. Từ tao phải bách của tao đã. Đấy, cần gì phải giữ thằng ra. Đấy. Ây da, khó. Ây da, ôi dù. Mời các bạn uống bia nhé. Ý, ăn đi từ đây khoái rồi. Anh mời em ơi, mời em ơi. Đặt miếng ngọt bia lên đây. Thì thoảng làm hớp, mở được không? Ăn kiểu này rất là phê. Mở được trơn lắm. Đây. Ăn kiểu này cực phê nhá. Vẫn phải đạp chân tao cứ là cảm giác tất chìm chìm. Đấy đó. Ui em không chìm đâu. Mày nhẹ chả thế. Ui
lên đây. Đây. Em cho anh một to này. Đây. Tao hớt đi để tao đặt lên trên. À đấy, đặt vào cái hốc đấy. Đấy, đặt vào hốc của mày này. Tao đặt gì đó. Không đặt được. Đây, tao đặt. Đặt vào lên đây này. Lắp uống. Đây, em cho anh một to này. Anh ơi. Dạ. Cho anh một to. Từ từ đợi tí tao đặt này. Hả? Dưỡng. Mày có ý định nhiều ngay. Không, không lắm á. Tại vì hôm nay nhiều cái kinh nhậu. Ai ăn được. Ê, gì mà anh muốn làm thế, đặt con gà một con lên. Đấy. Phê không, sướng không? Đu vai chưa? Đu vai đấy chưa. Đều ướt chấm, nhưng mà ngon rồi. Ngon rồi, cái nước chấm. À, tao vẫn phải quải quải chân á. Tao không nổi được như mày nhỉ. Vẫn phải quải quải chân này. Mỏi chân quá. Ừ, em ăn chừng này rồi chứ. Ôi, tao mày có bị chấm chân nhỉ? Hay là của tao phao đều? Đây, tao ăn với.